Thầy chào tất cả các em. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các dạng bài tập về động năng và định lý động năng. Chúng ta bắt đầu với phần một lớn là kiến thức cần nhớ của bài. Đối với bài động năng và định lý động năng thì các bạn phải nhớ cho thầy một số kiến thức như sau. Kiến thức thứ nhất là công thức tính động năng. Thì chúng ta biết động năng ký hiệu bằng chữ VKD và nó được tính là bằng 1/2 nhân m nhân v bình phương. Đó. Trong công thức này thì các bạn phải nhớ cho thầy v là vận tốc của vật và đơn vị của nó là mét trên giây, còn m là khối lượng của vật và đơn vị là kg. Đấy. Đầu tiên các bạn phải nhớ cho thầy công thức tính động năng có dạng như thế này. Và từ công thức tính động năng này thì chúng ta có đơn vị của động năng là joule. Và chúng ta thấy 1 joule thì sẽ bằng là 1 kg nhân mét bình phương trên giây bình phương. Đúng không? Và tiếp theo là chúng ta quan sát vào công thức động năng thì chúng ta có cái nhận xét này. Nhận xét ở đây thầy đưa nó thành chú ý này. Chú ý thứ nhất là chúng ta thấy động năng của chúng ta bằng 1/2 m nhân v bình. M của chúng ta là khối lượng luôn dương, v bình phương cũng luôn dương. Cho nên ta có cái chú ý thứ nhất là động năng nó là đại lượng vô hướng và luôn dương. Các bạn nhớ cho thầy, cái tính chất này nó khác với thế năng. Thế năng thì nó có thể âm, dương, nhưng động năng của chúng ta là đại lượng vô hướng và nó luôn dương. Đó là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai là động năng nó có tính tương đối. Nó có tính tương đối bởi vì nó phụ thuộc vào việc chúng ta chọn cái mốc để tính vận tốc. Đấy, nó phụ thuộc vào vận tốc, mà vận tốc có tính tương đối cho nên động năng chúng ta là có tính tương đối. Đó, các em lưu ý cho thầy là hai cái nhận xét về động năng. Tiếp tục là chúng ta có nội dung của định lý động năng. Thì nội dung của định lý động năng nói rằng độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. Đấy, các bạn cứ nhớ này, độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. Và từ cái nội dung định lý này thì chúng ta có thể suy ra đó là nếu công này mà dương thì chúng ta có động năng tăng. Có nghĩa là nếu ngoại lực của chúng ta mà sinh công dương thì động năng của vật tăng. Còn nếu công này là âm thì động năng giảm. Nghĩa là nếu ngoại lực mà sinh công âm thì động năng của vật sẽ giảm. Và chúng ta có biểu thức của định lý động năng, đó là A12 thì bằng VKD2 trừ VKD1 hay bằng delta VKD. Với A12 này là công của ngoại lực làm vật chuyển động từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai, thì nó bằng động năng ở vị trí thứ hai trừ động năng ở vị trí thứ nhất. Và chúng ta đặt cái này là delta VKD, cái này gọi là độ biến thiên động năng. Đấy, công của ngoại lực này bằng độ biến thiên động năng. Đó là nội dung của định lý động năng. Và kiến thức của phần động năng, định lý động năng thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy hai cái công thức như trên. Công thức thứ nhất là công thức tính động năng, và công thức thứ hai là công thức của định lý động năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này để giải các bài tập về động năng và định lý động năng. Ta bắt đầu với bài tập số 1. Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Nội tổ chức một cuộc thi cho các vận động viên chạy. Có một học viên trọng lượng là 700 N, chạy đều hết quãng đường 600 m trong 50 giây. Tìm động năng của học viên đó, lấy g bằng 10 m trên giây bình. Thì bài số 1 này là đề bài yêu cầu chúng ta đi tính động năng của vật, mà đề bài cho chúng ta là trọng lượng này, đúng không? Cho chúng ta quãng đường và cho thời gian. Thế thì muốn tính động năng thì chúng ta biết công thức động năng là VKD bằng 1/2 mv bình. Vậy chúng ta phải đi tìm khối lượng và đi tìm vận tốc của vật để thay vào công thức này, đúng không? Cho nên đối với bài này thì đầu tiên chúng ta phải từ công thức trọng lượng là P bằng m nhân g và đề bài cho là bằng 700 N. Thì chúng ta sẽ suy ra m sẽ bằng P mà chia cho g, mà P chúng ta bằng 700 chia cho g là 10, đúng không? Suy ra khối lượng của vận động viên này
là 70 kg. Đấy, đầu tiên chúng ta phải đi tìm khối lượng của vận động viên, sau đó chúng ta lại có này, vận tốc của vật. Thì ở đây chúng ta thấy người này là chạy đều, cho nên vận tốc V sẽ bằng S chia cho T. Đó, vận tốc của vật V bằng S chia cho T. Và ta thay vào thì nó chính là bằng 600 mà chia cho 50. Đúng không? Bởi vì chúng ta có quãng đường là bằng 600 và thời gian là 50 giây. Và kết quả ta tính được vận tốc của vật hay là có vận động viên này là 12 mét trên giây. Sau khi chúng ta đã có khối lượng, có vận tốc thì chúng ta suy ra động năng của học viên này là VKD thì bằng 1/2 MV bình. Ta thay vào nó bằng 1/2 nhân 70 nhân 12 bình. Và kết quả chúng ta tính được là nó bằng 5040 joule. Vậy đối với bài 1 này chúng ta đã tính được động năng của học viên là 5040 joule. Chúng ta tiếp tục đến bài số 2. Hai xe gòn chở than có khối lượng là M2 bằng 3M1, tức là khối lượng của xe thứ 2 gấp 3 lần khối lượng của xe thứ nhất, cùng chuyển động trên hai tuyến đường ray song song với động năng là VKD1 lại bằng 1/7 VKD2. Nghĩa là động năng của vật 1 lại bằng 1/7 động năng của vật 2. Nếu xe 1 giảm vận tốc đi 3 m/s thì động năng VKD1 lại bằng VKD2. Đấy, người ta họ bảo là nếu xe 1 là giảm đi 3 m/s thì động năng của hai vật lúc này lại bằng nhau. Tìm vận tốc của hai vật là V1, V2 ban đầu. Đấy, bài số 2 của chúng ta là có nội dung như vậy. Thì đối với bài số 2 này, chúng ta cũng có cách giải như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dựa vào cái dự kiện là động năng VKD1 ban đầu này bằng 1/7 VKD2. Và khối lượng ban đầu của chúng ta là M2 bằng 3M1. Đúng không? Để chúng ta đi tìm mối liên hệ của V1 và V2 lúc này. Đây, thì chúng ta có này, VKD1 ban đầu bằng 1/7 VKD2. Đúng không? Thì chúng ta suy ra là 1/2 M1 V1 bình. Đúng không? Thì sẽ bằng 1/7 nhân với 1/2 M2 V2 bình. Đấy, chúng ta thay vào cái công thức VKD1 bằng 1/7 VKD2 thì chúng ta suy ra như thế này. Và đến đây thì chúng ta rút gọn 1/2 đi. Đúng không? Chúng ta thay M2 này này bằng 3M1 vào đây. Thay M2 bằng 3M1 vào đây. Thì chúng ta sẽ suy ra được là V2 bằng 1,53 V1. Đấy, đầu tiên các bạn phải dựa vào cái dự kiện ban đầu đề bài cho là ta có M2 bằng 3M1 này và VKD1 bằng 1/7 VKD2 này. Chúng ta thay vào cái biểu thức VKD1 này bằng 1/7 VKD2 này thì chúng ta suy ra được ta có biểu thức là V2 bằng 1,53 V1. Đó là ban đầu. Bây giờ chúng ta lại dựa vào cái dự kiện thứ hai là nếu giảm vận tốc, nếu xe 1, tức là xe V1 ấy, giảm vận tốc đi 3 m/s thì động năng của hai xe lúc này bằng nhau. Đúng không? Ta dựa vào dự kiện này thì chúng ta sẽ có này, xe 1 giảm vận tốc 3 m/s thì VKD1 bằng 2 VKD2. Thì tương đương chúng ta cũng sẽ có này, M1 nhân V1 trừ 3, bởi vì nó giảm đi 3 thì chúng ta phải trừ 3, bình phương chia 2 thì sẽ bằng M2 nhân V2 bình chia cho 2. Đúng không? Đấy, bây giờ giảm đi 3 thì V1 của chúng ta phải trừ đi 3 và chúng ta cũng thay vào biểu thức này. Bây giờ đến đây thì chúng ta tiếp tục, ta lại thay cái M2 bằng 3M1 vào. Thì chúng ta sẽ có này, M1 nhân V1 trừ 3 tất cả bình sẽ bằng 3M1 nhân với 1,53 V1. Và ta thay luôn cái V2 bằng 1,53 vào trong đây. Đúng không? Vào trong đây ta thu được như thế này. Còn hai cái mẫu số 2 này ta rút gọn đi, chúng ta thu được biểu thức thế này. Đúng chưa? Và đến đây thì chúng ta rút gọn cái M1 này đi thì chúng ta tương đương chúng ta sẽ có là V1 trừ 3 tất cả bình bằng 3 nhân 1,53 V1 tất cả bình. Thì đến đây chúng ta thấy là ta xuất hiện một phương trình bậc 2 đối với ẩn V1. Đúng không? Ta khai triển ra, ta bấm máy tính thì chúng ta sẽ thu được hai giá trị của V1.
Giá trị thứ nhất của V1 là bằng 0,82 m trên giây. Và giá trị thứ hai là V1 bằng trừ 1,82 m trên giây. Thì cái giá trị âm này chúng ta sẽ loại, bởi vì ở đây chúng ta đang tính là độ lớn của vận tốc, cho nên là nó luôn dương, đúng chưa? Và có V1 bằng 0,82 m trên giây thì chúng ta thay vào biểu thức phía trên này thì V2 của chúng ta sẽ bằng 1,53 nhân với V1, và chúng ta lấy 1,53 mà nhân với 0,82 thì chúng ta suy ra V2 của chúng ta là bằng 1,25 m trên giây. Đấy, thì đối với bài số 2 này, chúng ta đã tìm được vận tốc ban đầu của hai xe là V1 bằng 0,82 m trên giây và V2 bằng 1,25 m trên giây. Chúng ta tiếp tục đến với bài tập số 3. Vận động viên Hoàng Xuân Vinh bắn một viên đạn có khối lượng là 100 g bay ngang với vận tốc là 300 m trên giây, xuyên qua tấm bia gỗ dày 5 cm. Sau khi xuyên qua tấm bia gỗ thì đạn có vận tốc là 100 m trên giây. Tính lực cản của tấm bia gỗ tác dụng lên viên đạn. Thì đối với bài số 3 này này, đề bài yêu cầu chúng ta tính lực cản của tấm bia gỗ tác dụng lên viên đạn, và lực cản này chính là ngoại lực tác dụng lên viên đạn, đúng không? Vậy thì để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng định lý động năng, đó là ta sẽ sử dụng công thức là công của ngoại lực bằng độ biến thiên động năng. Đấy, đầu tiên ta phân tích đề bài và chúng ta phải thấy như vậy, người ta bắt mình tính lực cản, tức là tính của ngoại lực, đúng không? Tính ngoại lực. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng là công của ngoại lực bằng độ biến thiên động năng. Ta tính bài này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định lý động năng này, thì chúng ta có là công của lực cản là A thì bằng F cản nhân với S, đúng không? Và nó bằng 1/2 nhân M nhân V2 bình trừ 1/2 nhân M nhân V1 bình. Bởi vì chúng ta có khối lượng của viên đạn không thay đổi, đúng không? Cho nên nó sẽ bằng động năng sau trừ động năng trước, và bằng 1/2 M nhân V2 bình trừ 1/2 M V1 bình. Đến đây chúng ta biến đổi tiếp thì chúng ta suy ra F cản chúng ta sẽ bằng 1/2 m V2 bình trừ 1/2 m V1 bình mà chia cho S, đúng không? Nên ta thấy 1/2 m chung, ta nhóm ra ngoài thì nó sẽ bằng là 1/2 m nhân V2 bình trừ V1 bình chia cho S, đúng chưa? Và bây giờ ta thay số vào thì nó sẽ bằng này 1/2 m, m của chúng ta là bằng 100 g, chúng ta sẽ đổi ra kg là nó bằng 0,1 chia cho 2, đúng không? Đây là 1/2 m đây, nhân với V2 bình. V2 là vận tốc lúc sau, đề bài cho chúng ta vận tốc sau là bằng 100 m trên giây, đúng không? Trừ cho V1 bình, V1 là vận tốc lúc trước là 300 m trên giây. Và chia cho S, S ở đây là bề dày của cái miếng gỗ 5 cm, thì các bạn phải đổi ra mét là bằng 0,05 m, đúng không? Bây giờ chúng ta bấm máy tính thì chúng ta thu được là nó bằng trừ 80.000 newton. Đấy, vậy chúng ta đã tính được lực cản là bằng trừ 80.000 newton. Và ở đây chúng ta lưu ý là cái dấu trừ này nói lên rằng lực này là lực cản, nó ngược chiều với chuyển động. Còn nếu như chúng ta tìm độ lớn của lực cản thì độ lớn của lực cản là bằng 80.000 newton. Đấy, chúng ta lưu ý là bài số 3 thì chúng ta đã tìm được độ lớn của lực cản là 80.000 newton. Ta tiếp tục sang bài số 4. Một ô tô có khối lượng là 1.100 kg đang chạy với vận tốc 24 m trên giây thì tắt máy, hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Ý A là độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi vận tốc là 10 m trên giây. Ý B, tính lực hãm trung bình biết từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại ô tô đi được quãng đường 60 m. Đấy. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính lực hãm trung bình. Biết là từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ô tô đi được 60 m. Thì bây giờ đối với bài này thì chúng ta thấy rằng đầu tiên ta phải đi tìm độ biến thiên động năng, đúng không? Thì để tìm độ biến thiên động năng thì chúng ta áp dụng công thức tìm độ biến thiên động năng là delta VKD. Nó sẽ bằng 1/2 MV2 bình trừ 1/2 M nhân với V1 bình. Đúng chưa? Bây giờ ta thay vào thôi. Nó bằng 1/2 này
nhân m khối lượng cho là 1.100 kg, nhân với v2 bình, v2 nhớ là vận tốc lúc sau là 10 m/s, cho nên nhân với 10 bình trừ v1 bình, v1 là vận tốc lúc trước là 24 m/s, là bằng mấy? Là bằng 24 bình, đúng không? Và chúng ta bấm máy tính thì ta thu được là độ biến thiên động năng của chúng ta đây sẽ là bằng trừ 261.800 joule. Đấy, và chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có động năng của chúng ta giảm, cho nên độ biến thiên động năng của chúng ta là âm. Đấy, đối với ý A này chúng ta tính được như vậy. Bây giờ ý B, đề bài yêu cầu chúng ta để tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô này đi được đến lúc dừng lại là 60 m. Thế thì để tính lực hãm trung bình thì chúng ta thấy lực hãm này là ngoại lực, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng là công của ngoại lực thì bằng độ biến thiên, biến thiên động năng, đúng chưa? Cho nên chúng ta sẽ áp dụng này. Theo định lý động năng thì chúng ta có công của ngoại lực ở đây là công của lực hãm thì bằng độ biến thiên động năng, mà chúng ta có độ biến thiên động năng thì bằng động năng sau trừ động năng trước, đúng không? Nhưng động năng sau là lúc cái ô tô này nó dừng lại rồi, cho nên động năng sau bằng 0. Vì vậy nó chỉ là bằng 0 trừ đi động năng trước, cho nên nó bằng 0 trừ đi 1/2 mv bình, và nó bằng trừ 1/2 mv bình. Các bạn lưu ý cho thầy nhé. Đối với bài này, ý B này thì ô tô nó dừng lại thì động năng sau bằng 0, cho nên độ biến thiên động năng của chúng ta là bằng trừ 1/2 m nhân với v1 bình phương, với v1 là vận tốc ban đầu của vật hay của ô tô, đúng chưa? Và bây giờ ta thay số vào thì nó bằng trừ 1/2 nhân m làm nhân với 1.100 nhân với v, v nhớ đây là v1 này, vận tốc ban đầu của nó là 24 m/s, cho nên nhân với 24 bình, và chúng ta có công của lực hãm này sẽ bằng trừ 316.800 joule. Đấy, và chúng ta có công này âm bởi vì lực này là lực hãm, đúng không? Lực hãm. Sau khi có công của lực hãm rồi thì chúng ta sẽ suy ra lực hãm trung bình là F hãm thì sẽ bằng là công của lực hãm chia cho quãng đường S, đúng không? Mà công của lực hãm thì chúng ta vừa tính ở trên đây bằng trừ 316.800 joule, còn quãng đường S là bằng 60 m, cho nên nó sẽ bằng là trừ 316.800 chia cho 60, và kết quả chúng ta tính được lực hãm của chúng ta là bằng trừ 5.280 N. Đấy, đối với bài số 4 thì chúng ta sẽ đi tính độ biến thiên động năng, đúng không? Và có độ biến thiên động năng thì chúng ta sẽ tìm được lực hãm trung bình. Và đây chúng ta lưu ý là dấu trừ đây này nó thể hiện đây là lực này là lực hãm, cho nên nó ngược chiều chuyển động, nên lực này có giá trị là âm, được chưa? Chúng ta tiếp tục đến bài tập số 5. Dưới tác dụng của một lực không đổi nằm ngang, một xe đang đứng yên sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều đi hết quãng đường S bằng 5 m, đạt vận tốc V bằng 4 m/s. Xác định công của lực kéo, biết rằng khối lượng của xe M bằng 500 kg, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường μ bằng 0,1, lấy G bằng 10 m/s. Thì đối với bài số 5 này chúng ta thấy là có hai ngoại lực tác dụng lên vật sinh cơ, đúng không? Lực thứ nhất là lực kéo, lực thứ hai là lực ma sát, đúng không? Thế thì khi áp dụng định lý động năng cho vật này hay cho cái xe này thì các em lưu ý là chúng ta có bao nhiêu ngoại lực tác dụng lên nó thì chúng ta phải cộng hết các cái công đó lại, có nghĩa là tổng công của ngoại lực thì mới bằng độ biến thiên động năng. Đấy, đối với các bài toán các em lưu ý cho thầy này, có nhiều ngoại lực tác dụng lên vật sinh công thì chúng ta phải sử dụng đó là tổng tất cả các công của ngoại lực thì bằng độ biến thiên động năng. Đấy, cho nên đầu tiên này chúng ta phải áp dụng định lý động năng thì chúng ta sẽ có công của lực kéo cộng công của lực ma sát thì bằng độ biến thiên động năng là bằng VKD2 trừ VKD1. Chờ chưa? Thì đến đây chúng ta thấy này, vật này đang đứng yên rồi mới chuyển động, cho nên VKD1 của chúng ta bằng 0. Thế thì dẫn đến độ biến thiên động năng của chúng ta lúc này chỉ bằng VKD2 và nó bằng 1/2 m nhân V bình.
Đây, chúng ta có công thức này là do cái VKD1 hay bằng 0 này. Nên chúng ta có độ biến thiên động năng thì chỉ bằng VKD2 và bằng 1/2 M nhân với V bình. Bây giờ ta thay số vào. Nó bằng 1/2 này nhân với M. M là 500 kg. Nhân với V bình. V là bằng 4 m trên giây. Cho nên bằng 1/2 nhân 500 nhân 4 bình phương. Và chúng ta tính được là nó bằng 4.000 joule. Đấy, vậy là dựa vào định lý động năng, chúng ta đã tìm được tổng công của lực kéo và công của lực ma sát là bằng 4.000 joule. Bây giờ mục đích của chúng ta là đang tìm công của lực kéo. Thế thì chúng ta phải đi tìm công của lực ma sát, rồi ta thay vào cái biểu thức này. Đúng không? Ta suy ra công của lực kéo. Thì chúng ta có này, công của lực ma sát là A ma sát thì sẽ được tính là bằng trừ F ma sát nhân với N. Đúng không? Khi tính công lực ma sát thì các em lưu ý cho thầy giáo là phải có cái dấu trừ đằng trước này. Vậy là lực ma sát đó là lực cản. Lực cản nhân công đó là công âm. Và chúng ta thay vào F ma sát của chúng ta thì bằng μ g nhân với N. Nên nó bằng trừ μ g nhân N. Đúng chưa? Ta thay vào này. Nó bằng này. Trừ này. μ là 0,01 này. Nhân M là 500 này. Nhân G là nhân với 10 này. Nhân với S là nhân với 5 này. Kết quả ta tính được công của lực ma sát là bằng trừ 250 joule. Nhớ là tính nó phải có cái dấu trừ này này. Bởi vì công này là công cản. Và sau khi tính được công của lực ma sát là bằng trừ 250 joule thì chúng ta sẽ suy ra công của lực kéo A kéo này thì sẽ bằng 4.000 trừ A ma sát. Đúng không? Bởi vì chúng ta có tổng công của lực kéo và công của lực ma sát thì bằng 4.000 joule. Ta vừa tính ở phía trên này mà. Cho nên chúng ta sẽ suy ra A kéo thì bằng 4.000 trừ đi A ma sát. Bây giờ ta lấy 4.000 này trừ đi trừ 250, đúng không? Tức là bằng 4.000 cộng với 250 và ta có kết quả công của lực kéo ở đây sẽ bằng là 4.250 joule. Đấy, vậy bài số 5 này chúng ta đã tìm được công của lực kéo là 4.250 joule dựa vào việc áp dụng định lý động năng. Và video hướng dẫn các em giải các bài tập về động năng và định lý động năng đến đây là kết thúc. Trong quá trình các em học, còn điểm nào các em còn chưa rõ thì hãy bình luận phía dưới video để các thầy giải đáp cho các em. Chúc các em học tốt.